Tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương sẵn sàng bắt tay vào những lĩnh vực mới mẻ. Bạn chẳng lo sợ mình sẽ mắc sai lầm. Bởi bạn nghĩ đó cũng là một cách để tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh cho mình. Sự nhiệt huyết của bạn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Thậm chí hôm nay, bạn còn là người dẫn dắt cả một tập thể chuyện tình yêu của bạn khá triển vọng trong ngày thứ bảy này. Nếu bạn tỏ tình với người mình thầm mến, có thể bạn sẽ nhận được một lời đồng ý đấy. Tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động. Bạn muốn tiết kiệm tiền cho những mục đích lớn lao hơn trong tương lai. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 00 và 98. 2. Cung Kim Nghiêu Kim Nghiêu quyết định mình sẽ dành thời gian để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Bạn không muốn những vấn đề ấy sẽ quay lại làm phiền mình ở tương lai. Bạn đang bước những bước vững vàng trên con đường thăng tiến của mình. Thái độ cần cù, dám làm dám chịu của bạn gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo. Dường như dạo gần đây, bạn đang quá lạnh lùng với nửa kia của mình đấy dù công việc có bận rộn thế nào, bạn cũng nhớ nhắn tin hỏi thăm đối phương nhé. Nhờ đạt thành tích cao trong công việc, bạn có thể được thưởng một khoản kha khá. Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn có thể mua đồ mà không cần cân nhắc quá nhiều. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 23 và 65. 3 cung song từ tử vi phương tây nói rằng song tử cần chú ý đến cách cư xử của mình hơn bạn chăm chỉ làm việc là tốt bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công trong tương lai tuy nhiên dù sao đi nữa thì bạn vẫn cần chú ý giữ gìn sức khỏe nữa nhé về mặt tình cảm dường như bạn đang có những suy nghĩ quá mơ mộng về nửa kia của mình nên khó có thể tìm được một người ưng ý bạn nên đánh giá tình hình thực tế hơn chớ nên chi tiêu bừa bãi cho những việc không cần thiết. Những món đồ bạn mua để phô trương bản thân không thực sự đem lại nhiều ý nghĩa đâu. Con số may mắn của song tử ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 31 và 68. 4. Cung cự giải xem tử vi 12 cho thấy cự giải chạm tới thành công. Chính bạn cũng bất ngờ với những gì mình làm được, xong thành công bạn gặt hái được là hiển nhiên thôi, bởi bạn vốn có tài mà. Nếu có vấn đề nào chưa thực sự hiểu rõ, bạn có thể trao đổi với mọi người xung quanh. Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và cho bạn một lời khuyên hữu ích đấy. Người độc thân nên thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn. Nếu có kế hoạch thử đầu tư trong thời gian tới, bạn hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế và thực lực của mình nhé. Đừng chạy theo những điều quá xa vời. Con số may mắn của cự giải ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 13 và 52. Nam Cung sư tử tử vi ngày 22 tháng 10 năm 2022 cho thấy sư tử thể hiện được mình là một nhà lãnh đạo sáng giá. Bạn có bản lĩnh đối diện với khó khăn, đồng thời lại có thể truyền nguồn năng lực cho bạn bè, đồng nghiệp quanh mình, dù có tài giỏi đến mấy vẫn sẽ có những lúc bạn mắc phải sai lầm. Những lúc như vậy, hãy dũng cảm thừa nhận lỗi sai, đồng thời lắng nghe người khác góp ý. Dường như bạn đang thể hiện tình cảm quá vồ vập với người mà mình thầm mến đấy. Hãy tạo một khoảng cách vừa phải với đối phương rồi dùng thời gian dần dần thu hẹp lại. Việc đầu tư trong khoảng thời gian tới chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Bạn cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định làm ăn lớn. Con số may mắn của sư tử ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 10 và 67. 6. Cung xử nữ sử nữ tỏ ra mình là một người có tinh thần trách nhiệm. Bạn muốn mình dần dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tương lai có thể gánh vác những trọng trách lớn lao. Bạn không nên quá mức khắt khe với chính bản thân mình, bởi như vậy, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy kiệt sức đấy. Trên đời này chẳng có điều gì là hoàn hảo mà, muốn tình cảm được bền vững bạn cần bao dung hơn cho những lỗi lầm của nửa kia, nhất là khi người ấy vô tình phạm phải lỗi sai. Cứ nhắc đi nhắc lại một lỗi sẽ khiến nửa kia thấy mệt mỏi. Bạn có thể sẽ phải chi một khoản kha khá cho những khoản nhu yếu phẩm. Dù tiếc tiền thật đấy nhưng bạn vẫn sẽ phải mở hầu bao thôi. Con số may mắn của xử nữ ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 22 và 47. bảy cung thiên bình thiên bình vốn là một người rất dễ gần và đặc điểm đó lại càng được thể hiện rõ nét trong khoảng thời gian này thậm chí dù là người lần đầu tiên tiếp xúc đi nữa bạn cũng có thể tạo ấn tượng khó phai bạn cần chú ý tập trung hơn cho công việc chớ để bản thân rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bạn mới được cấp trên tin tưởng bạn cần mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ trong lòng mình với nửa kia, đừng giữ mọi chuyện trong lòng mãi. Nếu bạn yên lặng, đối phương sẽ chẳng thể nào hiểu được. Tình hình tài chính của bạn không có biến động quá lớn trong thời điểm này. Những khoản đầu tư phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới thấy kết quả. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 15 và 62. 8. Cung bọ cạp tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo cho biết bọ cạp có những cảm xúc khá cực đoan. Bạn cảm thấy mọi người đều đang cố tình làm khó mình. Mà bản thân thì chẳng thể làm gì để khắc phục điều ấy cả. Bạn nên có cái nhìn tích cực hơn về mọi chuyện. Đồng thời, hãy thử thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Bạn sẽ thấy công việc trở nên đơn giản hơn nhiều về mặt tình cảm cung hoàng đạo này cảm thấy ghen tuông mỗi khi người ấy nhắc đến chuyện của người khác hãy kiềm chế cảm xúc của mình đừng khiến nửa kia cảm thấy bạn đang không tin tưởng mình cung hoàng đạo này không nên vội vàng đầu tư trong ngày hôm nay bởi thời cơ thích hợp vẫn còn chưa tới hãy tiếp tục nghe ngóng tình hình trong thời gian tới con số may mắn của bọ cạp ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 56 và 78. 9. Cung nhân mã tử vi thứ 7 của 12 tròm sao dự báo nhân mã luôn hào hứng đón nhận những điều mới mẻ. Thậm chí, bạn còn sung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn bởi bạn biết đây là lúc cần thể hiện bản lĩnh của mình mọi việc tiến triển rất tốt trong ngày này chẳng điều gì có thể làm khó được bạn bạn có thể học thêm được những kiến thức mới mẻ hữu ích cho tương lai bạn vẫn rất yêu thích cuộc sống tự do hiện tại của mình vì thế dù có được giới thiệu đối tượng triển vọng đến mấy bạn cũng vẫn sẽ tìm cách để từ chối bạn có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn có thể đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh trước đã nhé. Con số may mắn của nhân mã ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 20 và 76. 10. Cung Ma kết Ma kết trở nên cởi mở và hòa đồng hơn hẳn mọi ngày bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên và cũng chính nhờ vậy mà bạn dễ dàng chinh phục được ánh mắt của những người đối diện nếu gặp phải khó khăn trong công việc bạn đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh quá trình này cũng giúp bạn học thêm những kinh nghiệm quý báu bạn muốn tìm một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm chính vì vậy mà bạn không đơn giản gật đầu với bất cứ ai bạn luôn cân nhắc đối tượng của mình rất kỹ càng bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng trong ngày hôm nay, tuy nhiên, đồng tiền chưa thể đổ về túi của bạn ngay được. Hãy kiên nhẫn chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Con số may mắn của ma kết ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 12 và 31. Mười một, cung bảo bình bảo bình tự cô lập bản thân trong ngày này bạn cho rằng chẳng ai là người thực sự hiểu mình vì thế mà bạn cũng chẳng chủ động chia sẻ tâm sự với ai bạn có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình suy nghĩ của bạn dường như chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì về mặt tình cảm bảo bình có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm bạn cho rằng đó là mối quan hệ ràng buộc sự tự do của mình, chính vì vậy, bạn chẳng hề động lòng với bất cứ ai. Ngày thứ bảy này, bạn có thể sẽ phải dùng tiền để giải quyết một vài rắc rối trong cuộc sống. Khoản tiền đó tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến bạn thấy tốn kém. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 22 tháng 10 năm 2022 là 36 và 89. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới nói rằng song ngư bỗng nhiên cảm thấy khá bồn chồn và căng thẳng. Cảm xúc của bạn thay đổi thất thường và những hành động của bạn cũng chẳng có bất cứ nguyên tắc nào cả. Trước khi quyết định làm một việc gì đó, bạn cần chú ý kiểm chứng thông tin. Đừng vội vàng nghe theo lời xúi dục của một ai đó và hành động một cách sai lầm về mặt tình cảm sau ngư không biết người ấy có thật lòng dành tình cảm cho mình hay không chính vì thế bạn tìm cách thăm dò đối phương tuy nhiên càng thăm dò thì bạn lại càng thấy hoang mang bối rối hơn dù túi tiền có đang rủng rỉnh đi nữa bạn cũng không nên quá phung phí khi mua những vật dụng không cần thiết mua về mà không dùng thì chỉ tốn tiền chật nhà mà thôi